Chào tất cả anh em nha. Đây, bạn Lét. Nội dung bên trong sáng nha, này lót VK nè. Mình sẽ cắt bằng alu. Đây, này là nền là bằng alu, mình sẽ cắt. Cắt âm nè. Bên trong mình sẽ lót VK theo màu. Thì thường á, những cái màu lên cái nền đen cái này nè, thì những cái màu này sẽ rất là sáng. Còn ví dụ có những cái màu như là màu đỏ hoặc là màu xanh dương thì nó sẽ khá là tối. Cho nên là khi thiết kế cho khách hàng, mình cũng muốn tư vấn cho khách hàng là sẽ chọn được những cái màu sáng này. Tại vì cái này á, là led là giá rẻ, cho nên mình luôn luôn tư vấn cho khách hàng bên trong là nó sẽ chỉ có sáng thôi, nó đỡ tốn chi phí. Và bên ngoài sẽ là viền. Viền này viền sau ăn sẽ chạy thì để sẽ gây được cái hiệu ứng của cái tầm nhìn của khách hàng đi qua đường. Cái thứ hai là bên mình đang sử dụng khung nhôm định hình 8 phân. Cái phần khung nhôm này á, thì so ra với mức chi phí của khung sắt viền này thì chắc chắn các bạn sẽ phải cắt alu hoặc là form để ốp cái viền này, và bọc V sẽ là bọc V nhôm. Thì chi phí của hai cái này thì riêng cái thằng của nhôm định hình này thì sẽ là gọn và tiện hơn rất là nhiều. Thì bên mình hiện tại có cung cấp khung nhôm định hình 8 phân này, anh chị em nào cần cứ đặt hàng bên mình nhé. Đây, trong này nó sẽ có cái khớp nối trong này hết rồi. Video sau thì mình sẽ quay trực tiếp cái phần vào khung này để cho mọi người cùng xem. Và anh chị em nào và khách hàng có quan tâm đến mặt hàng này thì inbox bên mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.